bắt đầu từ chỗ nhà mình quay qua, và chỉ là đối diện với các bạn. Trời tối, hôm nay là ngày mười mấy, 17, 18 gì đó. Thì nó cũng gần hết mùa đông, cho nên mình mới có thể ra đây được một chút xíu, chứ mấy hôm bữa trước, cả từng lễ trước còn lạnh lắm. Đó, bà trai con nó đã banh rồi nè. Ở nhà kế bên vậy đó, mà cứ bận rộn hoài đâu có được đi ra đây đâu. Còn trong khi người ta ở thiệt là xa vậy đó, người ta phải lái xe lại đây rồi đem theo đồ ăn, giống như là đi picnic vậy đó. Còn mình hả, chỉ đi bộ băng qua con lộ vậy thôi đó. Mà hết ngày này tới ngày khác, tuần này đến tuần khác, tháng này đến tháng khác, mà mình cũng không có đi được. Để lúc nào công ty cũng nói là bận quá, bận từ sáng thì đi làm, chiều về mệt, ăn uống thì tới tối đi ngủ, coi laptop, coi tivi, đâu có dẫn mấy thằng nhỏ đi chơi được, ra đây đá banh được đâu, nó như vậy đó. Hôm nay biết làm sao nữa, tự nhiên ổng đi công chuyện về tới nhà, thì tới đây khoảng chừng gần 5 giờ ha. Cái ổng nói kêu hối hai thằng nhỏ đi ra ngoài sân đi đá banh. Thì hai thằng nhỏ thì lúc nào cũng vậy đó, hễ mà nghe rủ đi đâu quá là cũng được hết đó, cũng thích hết đó. Mới đi học về mà cũng mệt, bữa nay mới thứ tư à. Thứ sáu thì trong trường nó cũng có chơi sport, nó cũng phải vận động dữ lắm, chạy nhảy rồi hôm thứ sáu là cũng mệt nhất á. Nhưng mà thấy lúc này nó cũng hơi nặng ký á, hơi lên cân, cho nên cho nó tập, cho nó chạy hồi đi. Hôm nay á, là cái phạt này á, nó vắng á, sân đá banh này nó vắng á, chứ mọi lần á có nhiều đội banh lắm. Nó lại đây tập nè, tập vợt nè. Còn hôm nay mình vắng vậy á, thì mình ở nhà mình ra chơi thì cũng tiện. Nhiều khi đông quá thì người ta đá banh là cũng khó. Wow, thấy không? Quay là chiều này, quay là chiều này sáng quá. Chắc như vậy mà đàn ông muốn có con trai chứ gì, để có bạn chơi chung, có bạn ra đá banh. Còn đàn bà thì thích có con gái để tâm sự. Mà nói chứ con trai á, oh no, đẻ té rồi nè, đó đó, quay luôn. Mà nói chứ con trai nó thân gần gũi hơn với mẹ còn hơn là con gái nữa. Nhất là hai cái thằng này nè, nhiều chuyện lắm. Nó đi là đi vậy, không có kịp mà sửa soạn nữa. Chừng cái cha, chừng nói nó hãy mà nó đi là chuẩn chừng chuẩn bị chừng cao nhất là 10 phút. Thời gian á, như là sao mà quý hiếm quá vậy không biết. Quá wow, mì quay trăng nè, moon kìa, full moon, đẹp quá nè con. Yes, yellow. You got to look at that. Đẹp quá. Look at my eye. Oh. You want to see that way? When I look at that, and you kick the other way. Okay? Further, get a bit further. Bữa nay, mấy đứa con không nói tiếng Việt, mà tối ngày không biết làm sao, nó nói tiếng Anh hoài à. Mình là hai nhỏ, bây giờ đâu có biết tiếng Việt đâu. Đi trường học suốt ngày, về nhà ba còn nói tiếng Anh nữa, khỏi biết tiếng Việt luôn. Ở đây á,
thì nó có ba cái vị trí để mà người ta thường thường người ta thích mua nhà. Nhất á là gần thạc, gần cái sông, gần sông Đá Banh, gần công viên. Cái gì á là gần sông. Ba nữa gần biển. Mà người Tây á nhiều khi cũng thích gần núi nữa nha. Núi cao á, cất nhà trên núi cao á. Còn người của mình á, người Việt mình á thích gọi là đồng bằng, thích cái gì cũng bằng phẳng gì đó, dương dứt bằng phẳng, đất méo một chút cũng không chịu, cao thấp một chút cũng không được, nó vậy đó. Còn người Tây không có đâu, thích thích lạ lắm, thích. Cho nên nói là mình khác nhau mà, người mình văn hóa giữa mình với người Việt, giữa mình với người Tây khác nhau mà. Ok. Rồi bây giờ muốn quay phim nữa không hay là nghỉ đây? Nếu mà xuyên mà ra tập được mỗi ngày, không mỗi ngày, một tuần vài lần cũng được, thì đâu có bị overweight đâu. Có sẵn khung thành cho mình chơi luôn đấy chứ. Tại vì mấy bữa người ta tập luyện nè. Có khi á, lâu lâu á, người ta lấy xuống hết à. Dạ, mình đi ra ngoài chơi á, thì mình thấy thoải mái hơn chút xíu. Tại vì á, trời đất bao la rộng mênh mông. Con người trở thành còn có một chút xíu hơi đau nữa mà chăm chắc. Ai á, mà có cái gì mà buồn phiền á lại chơi với nít là hết à, tại vô nít nó vô tư lắm. Cháu biết gì tối ngày cũng chơi. Rồi ha, xong rồi ha, chỉ đá qua đá lại vậy thôi ha. Ok, bye bye. Hi, bye nè bôi. Bye. Bye. Bye.